Nếu chúng ta không có được lượng khách hàng quan tâm và có nhu cầu mua sản phẩm dịch vụ thì chúng ta không thể nào có được cái lượng khách mua hàng. Đấy. Vậy thì các bạn muốn mở to cái vòng này thì các bạn phải tìm cách truyền thông và marketing để mở rộng cái vòng này. Các bạn mở càng rộng, khi khách nhận ra giá trị, khi khách quan tâm sản phẩm các bạn và tới lúc họ có tiền, tới lúc họ có nhu cầu mua, tới lúc họ muốn dùng nó thì họ sẽ xuống tiền để mua.